Mắt bão tiên phong cung cấp sản phẩm dịch vụ trên nền tảng IPv6. IPv6 là thế hệ địa chỉ internet mới cho phép tăng lên đến 2 2128 địa chỉ, một sự gia tăng khổng lồ so với 232, khoảng 4.3 tỷ địa chỉ của IPv4. Thế hệ IPv6 được thiết kế với mục đích nhằm mở rộng không gian địa chỉ và nâng cấp phiên bản công nghệ, khắc phục các nhược điểm của IPv4. Với khả năng mở rộng vô cùng lớn của không gian địa chỉ IPv6, Khả năng kết nối các thiết bị và hỗ trợ bảo mật tốt hơn, IPv6 được đánh giá là thực sự cần thiết nếu muốn phát triển IoT trong thời đại 4.0. Đối với các doanh nghiệp, ứng dụng nền tảng IPv6 mang đến nhiều lợi ích nổi bật cho website doanh nghiệp, đặc biệt là trong xu hướng thương mại điện tử đang phát triển rầm rộ như hiện nay. Quản lý định tuyến và chất lượng mạng được tốt hơn nhờ việc IPv6 giúp giảm kích thước của các bảng định tuyến. Xử lý các gói tin hiệu quả hơn với header đơn giản hơn. IPv6 có thể xử lý gói tin hiệu quả hơn hẳn so với IPv4. IPv6 không chứa những giá trị tổng kiểm cấp độ IP do đó, giá trị tổng kiểm không phải tính lại ở mỗi lần truy cập router. Loại bỏ mức kiểm tra này là có thể được bỏ qua vì hầu hết các liên kết lớp đã có sự kiểm tra và kiểm soát lỗi. Ngoài ra, hầu hết các lớp vận chuyển, xử lý kết nối đầu cuối đều có một kiểm tra cho phép phát hiện lỗi. Tiết kiệm băng thông, IPv6 hỗ trợ multicast và cho phép tập trung các gói dữ liệu băng thông và gửi tới nhiều đích cùng một lúc tiết kiệm băng thông mạng, hơn thế, header của IPv6 còn có một trường mới, có tên flow label, giúp cho việc xác định các gói tin thuộc cùng một luồng. Cấu hình mạng đơn giản, địa chỉ cấu hình tự động, gán địa chỉ, được xây dựng trong IPv6, router sẽ gửi tiền tố cho các liên kết cục bộ, máy chủ lưu trữ có thể tạo địa chỉ IP riêng bằng cách bổ sung địa chỉ MAC của nó. Hỗ trợ dịch vụ mới bằng cách loại bỏ NAT, kết nối đầu cuối tại lớp IP được khôi phục cho phép các dịch vụ mới và có giá trị, các bạn ngang hàng dễ dàng được tạo ra và duy trì, các dịch vụ như VoIP và cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bảo mật cao, với IPsec, IPV6, IPv6 cung cấp tính bảo mật, xác thực và toàn vẹn dữ liệu, khác hẳn các gói tin ipv 4 thường bị chặn bởi tường lửa do khả năng mang theo phần mềm độc hại, IPsec có thể áp dụng với các gói ICMPv6 và mang lại sự an toàn cao. Lợi ích của IPv6 là rất lớn dành cho website Đặc biệt là các website thương mại điện tử, theo số liệu thống kê từ Google cho thấy, tỷ lệ tăng trưởng IPv6 năm sau tăng gấp đôi so với năm trước và dự đoán trong năm 2019 tỷ lệ sử dụng địa chỉ IPv6 trên thế giới sẽ đạt 100%. Tại Việt Nam, cùng với việc khai trương cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng IPv6, ghi nhận Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định với IPv6, doanh nghiệp và khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ để được hỗ trợ nâng cấp và sử dụng nền tảng IPv6 từ các nhà cung cấp. Mắt Bão là một trong số các đơn vị tiên phong sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng IPv6 cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với các gói dịch vụ như Cloud Server, VPS và các gói hosting hiện có. Truy cập ngay Mắt Bão, nét để được tư vấn dịch vụ.